Hello các anh em, chào mừng đến video của mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề nước hoa niche. Thông thường thì mọi người nghĩ rằng những sản phẩm niche nó thường không đụng hàng, khá là độc đáo và cá tính. Đó, có nghĩa là so với những dòng nước hoa phổ thông thì nó có một cái sự đòi hỏi tự tin rất là lớn từ người xịt, chứ không phải là giống như kiểu những cái chai định mũi như Dior Sauvage, Dolce & Gabbana The One thì được lấy ra, Pam thì được lấy ra, Pam. Đó, còn niche đôi khi nó là một cái gì đấy đòi hỏi sự cá tính. Nhưng trong video này mình sẽ chia sẻ đến anh em 6 chai nước hoa cũng là niche nhưng nó có một cái biên độ sử dụng cũng rất là linh hoạt, cái mức đa dụng của nó cũng rất là lớn. Đó, thì đây là cái chủ đề của video ngày hôm nay. Nếu như các bạn còn đầu xem video của mình thì rất hy vọng các anh em bấm like và subscribe để chúng ta gặp lại nhau được nhiều hơn. Còn bây giờ anh em hãy ngồi thư giãn và xem video của mình nhé. Ok, lên đường. Chai nước hoa đầu tiên đó là một sản phẩm trong bộ Dior Privé và nó có tên là Boss Dajan. Sorry các anh em nếu như mình có phát âm sai. Đây là một cái mùi hương của perfumer Enric Mirabeau. Mình nói thật là mình là một fan hâm mộ bà này bởi vì mình cũng đã sở hữu một vài chai nước hoa khác và mình rất đúng gu của mình trong từng sản phẩm, và chai Dior này cũng không phải là ngoại lệ, với một cái sự kết hợp giữa tông gỗ và một chút thơm ngậy ngọt của mật ong tạo nên một cái tông mùi gỗ. Mình thấy rằng nó rất là khác so với những cái chai gỗ mình đã từng được ngửi, với những cái nói chung là nhiều khi nó cũng gọi là hơi lối mòn một chút, nào là spicy, nào là oud, nào là nhang. Đó, thì ở chai nước hoa này nó lại là một cái gì đấy nó rất là khó diễn tả, thế nhưng mình cảm thấy đúng gu của mình, đúng khẩu vị của mình. Và thực sự là chỉ tiếc là cái mức giá chai nước hoa này để sở hữu nó thì cũng rất là chát trong thời buổi Covid này, nếu không thì mình cũng rén đấy. Nhưng mà nói chung là có những cái chúng ta cần phải thực tế đó. Và nếu như các anh em nào đang cần tìm một cái mùi tông gỗ vừa đủ, không quá nồng, không quá gắt, nhẹ nhàng vừa đủ và cái độ linh hoạt mùi nữa, thì Dior Boss Dajan mình muốn giới thiệu cho các anh em nếu như chúng ta quyết định sở hữu một chai nước hoa niche. Đó, ở vị trí đầu tiên, một sản phẩm của nhà Dior. Chai nước hoa thứ hai là một sản phẩm của nhà Parfum de Mali và nó có tên Layton. Mình rất phân vân giữa chai nước hoa Layton và Herod, nhưng cuối cùng mình chọn Layton với sự kết hợp giữa táo, bạch đậu khấu tạo nên một cái tông mùi ngọt, dày và ấm, rất thích hợp sử dụng trong mùa đông. Và mình nghĩ rằng đây là một cái mùi hương nó không phải là quá là gọi là cá tính, nó không phải là quá là khác biệt so với phần còn lại của thế giới. Do vậy các anh em hoàn toàn có thể tự tin để xịt chai nước hoa này để đi làm cũng được, không thành vấn đề. Mình vẫn xịt dùng để đi làm, đi chơi, đi hẹn hò, đi cà phê, nói chung là các dịp, thì mình không cho rằng chai nước hoa này nó sẽ tạo nên một cái gì đấy khó khăn cho người sử dụng. Do vậy ở vị trí thứ hai, Parfum de Mali Layton. Ở vị trí số 3, Creed Green Iris Tweed. Tại sao không phải là Creed Aventus? Bởi vì mình nghĩ rằng Creed Aventus nó giống như kiểu là một cái gì đấy, nó là cái chân lý rồi. Anh em không cần, có nghĩa là kể cả khi mà chúng ta mới bắt đầu sử dụng nước hoa, chúng ta đã nghe từ trước đó cái câu chuyện về Creed Aventus rồi. Nhưng còn với Green Iris Tweed, thực tế mà nói thì đây là một cái mùi hương không dành cho các anh em tuổi teen. Nó khá là cổ điển, lịch lãm và đàn ông, với một cái sự kết hợp giữa một chút phấn đó, có thiên hướng giống cái mùi hương của David Dove Cool Water. Giống như Jeremy Fragrance thường hay mô tả chai nước hoa này là nó giống như kiểu là một cái mùi hương khi mà chúng ta bước vào một cái nhà khách sạn 5 sao đó, một cái mùi thơm mềm mại như anh ta thường hay mô tả là soapy. Nhưng mà cá nhân mình thì mình không thấy là quá là giống như thế. Tuy nhiên cái đấy là mỗi người một cảm nhận. Nhưng đây là một cái mùi hương rất là cổ điển đó. Anh em nào tầm được khoảng, nhưng mà mình nghĩ rằng khoảng tầm 28 và chúng ta trưởng thành rồi, chúng ta có cái gọi là cái đủ cái phong ba tình đời nó đủ rồi ấy, thì xịt những chai nước hoa như Creed Green Iris Tweed này rất là phù hợp. Đi làm, đi cà phê, đi chơi, đi cà phê, nó rất là thích hợp cho các anh em nào cái style như thế. Do vậy ở vị trí số 3, sản phẩm của nhà Creed. Thứ tư đó là sản phẩm của nhà Amart Reflection.
với sự kết hợp giữa quả nhài của một chút tông gỗ tạo nên một cái mùi hương nó dễ dùng so với đại đa số những chai nước hoa của nhà Amorge đó. Mình không biết là chai nước hoa này liệu có sexy hay không, bởi vì thực tế là mình đã từng làm một cái video so sánh thì một số các chị em ngửi thì lại bảo là nó hơi classic, nó hơi gọi là hơi già dặn, chứ không thấy có cái chất sexy của một cái mùi hương này. Do vậy mình nghĩ rằng đây cũng không phải là một cái sự lựa chọn có thể gọi là an toàn cho các anh em nào tuổi trẻ đó. Mình vẫn nghĩ rằng là đi làm rồi, có vợ có con rồi, xì chai nước hoa này thì sẽ hợp lý hơn. Nhưng cá nhân mình đánh giá rằng đây là một cái mùi hương rất là linh hoạt và dễ dùng của nhà Amorge, một trong những chai nước hoa dễ dùng của nhà Amorge đó, Reflection. Chai nước hoa thứ 5 là một sản phẩm của nhà Nichen và nó có tên là Annie, với một cái mùi hương của vani và một chút cay nồng của tiêu hồng tạo nên một cái tông mùi vani mình thấy rằng cũng khá thú vị. Vẫn là ngọt, thế nhưng bởi vì nó có cái nốt tiêu hồng thì ngửi nó sẽ đỡ ngán hơn, nó có một cái gì đấy nó cảm giác là ngửi không ngửi một lúc không cảm thấy bị ngậy, không cảm thấy bị ngán đó. Có những ý kiến cho rằng chai nước hoa này, bởi vì khi mà từ lúc xịt cho đến lúc dry down nó theo một cái tuyến tính một mùi hương thì sau một thời gian có thể mọi người sẽ cảm thấy là nó hơi nhàm chán. Tất nhiên cái đấy thì nó tùy cảm nhận của mỗi người, nhưng nói đi nói lại, nếu như để một chai nước hoa niche và tạo một cái ấn tượng lần đầu và cái nữa là nó đa dụng, nó linh hoạt sử dụng trong mùa lạnh thì Nichen Annie là cái sản phẩm mình muốn giới thiệu đến cho các anh em đó, ở vị trí thứ 5. Và cuối cùng ở vị trí số 6, Canor Barcelona D600. Đây lại là một mùi hương của Iris, nhưng nó không theo một cái phong cách gọi là như kiểu Dior Intense. Mình cảm thấy rằng ở Dior Intense thì nó có một cái gì đấy nó bùng cháy hơn. Còn D600 thì cũng vẫn là cái Iris, nhưng mà nó có vẻ là nó nền nã hơn đó. Dù sao thì các anh em nào ưa thích một cái tông mùi lịch sự đó, thứ nhất là vẫn là lịch sự và đa dụng, linh hoạt, mình nghĩ rằng Canor D600, đặc biệt là các anh em nào mà đang thích cái kiểu dạng kiểu mùi của Iris ấy, mùi của hoa diên vĩ ấy, thì D600 các anh em nên tham khảo đó. Một chai nước hoa mình nghĩ rằng cũng xứng đáng với cái mức giá mà chúng ta bỏ ra để sở hữu đó. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến các anh em 6 chai nước hoa niche và nó có một cái độ linh hoạt mùi rất là rộng. Rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.